Vì Thái Lan nó ăn tùm dăm cây mà, cho nên nó có bột ớt riêng nữa. Bột ớt nó riêng nha, lên đỏ lét luôn á. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đến với kênh TT Vlog. Hôm nay TT sẽ làm món tâm dăm Thái Lan. Đây là nguyên liệu nha mọi người nha. Đây là nấm đùi gà, nấm kim châm, đây là cà chua, và đây là mực, nấm rơm, thịt heo, đây là tôm. Bình thường á, mà cái nước sốt mà người ta nấu tâm dăm Thái Lan á mọi người, cái nước tâm sốt tâm dăm Thái Lan là nó có cái hộp của nó ở bển luôn á, cái loại đó đó, ớt đó để vô đỏ nó không có cay nhưng mà nó thơm lắm, cái mùi tâm dăm luôn. Nhưng mà ở Việt Nam không có nha, cho nên thì phải thay thế cái món này, hai cái loại này, hai loại luôn nha. Me nha mọi người nha, me, hành, sả, ngò gai, ớt, gừng, lá chanh, hành tím và tỏi. Đây là nguyên liệu của Thi nha mọi người nha, rất là dễ. Cái ghiền này là mọi người phải sắc lát như vậy nha. Đó. Tại sao mà người ta nấu để ghiền? Tại vì khi mà nấu để ghiền vô nó khử được mùi, mùi tanh, mùi thịt này nọ đó. Mọi người có thể cho vừa thôi. Đó. Mọi người ơi, ở bên Thái Lan với bên Campuchia người ta ăn cái gì người ta cũng để ghiền hết trơn á. Vì nấu nó sẽ khử mùi giống như là thịt heo, thịt bò này nọ, bất cứ những cái đồ sống á, là nó khử mùi hay lắm nha. Thì đây là riền nha, tôi cho vài lát vô. Kế tiếp đó chính là lá chanh để nguyên lá gì luôn nha mọi người. Mình có thể để nguyên lá gì luôn, hay là mình sắc làm sáo cũng được. Đây, tỏi thì mình dập như vậy, mình đè nhẹ xuống. Ớt thì bình thường bên Thái Lan nó có hai loại ớt, một ớt ớt khô để người ta đem chiên ra cho giòn, còn một loại ớt nữa của Thi thì đây là mình ớt tươi, mình không có ớt khô nha, mình lấy ớt tươi. Sả thì mình có nhiều loại nha, mình sắc xéo một mớ. Mọi người ơi, bây giờ nguyên liệu của Thi đã làm xong hết, sẵn hết rồi. Thì ở bên Thái Lan á, cái tâm dăm này để người ta ăn với cơm xôi, cơm nếp thôi bên Thái Lan, hoặc là ăn không. Còn ở bên Việt Nam mình á, tâm dăm á, thì người ta làm sẽ không giống như Thái Lan, mà người ta sẽ để bún, người ta ăn với bún. Nhưng mà Thi sẽ làm giống như Thái Lan, nhưng mà Thi sẽ ăn kèm với bún. Vì người Việt Nam mình hợp với bún nha mọi người. Trước tiên Thi phải xào cái này lên cho nó sơ ngang thôi, đừng có làm lâu quá. Thi sẽ cho vô là ghiền nè, xả nè, lá bưởi nè, với ớt nè, hành tím nè, với lại tỏi. Thì cho nồi nước vô. Thì Thi sẽ nấu nha mọi người nha. Thi sẽ nấu chừng nào mà nước nó sôi lên là Thi bắt đầu, cái Thi mới để gia vị vô nha. Thì cà chua mọi người có thể mua cà chua nào cũng được. Mọi người sắc đủ kiểu nha, có thể kiểu nào mọi người sắc cũng được, mọi người sắc kiểu này đi. Rồi bây giờ nước này bình thường á, là mình nấu cái lò ga mạnh á, thì nó nước sôi nhanh lắm. Tại vì Thi nấu lò ga nhỏ, thì bây giờ Thi cũng thả thịt heo vô trước luôn nha. Thi cho thịt heo vô luôn. Đây. Mình nêm gia vị nè, muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, với lại những cái bột nấu lẩu nha mọi người. Thì hồi nãy nó đã sôi rồi, Thi nêm vô rồi, bây giờ Thi sẽ cho nấm vô. Nấm này nó lâu chín lắm, mọi người sẽ cho vô nha. Nấm đùi gà. Còn cái nấm này á, thì nó rất là mau chín. Đây, cà chua cho vô luôn. Mọi người sẽ cho me vô, me chua nha. Nếu mà mình muốn cho cái nước tầm dâm mình nó đặc á, thì mình sẽ cho miếng sữa vô nha. Cái tầm dâm này á, khi mọi người sắp chín rồi á, thì mọi người sẽ cho hành với ngò vô. Thì mọi người sẽ có một cái tô tâm dăm ngon nha. Thì khi người ta bán á, thì người ta sẽ làm như vậy nè, ở trong nhà hàng á. Để sao? Để vì con tôm với con mực nó không có ẩm vô trong đây luôn nè. Người ta sẽ cho lên như vậy. Bữa nay Thi đem cái tô đặc biệt của Thi xuống Thi ăn, của ngân hàng tặng cho Thi nha. Cảm ơn ngân hàng luôn, đã luôn đồng hành với Thi 3 năm cho Thi được 3 bộ tô. Rồi Thi sẽ để bún vô. Thi sẽ cho tôm. Cái này là mình phải chấm với nước chấm nữa nha mọi người. Mình sẽ để ớt vô nữa. Nước chấm là nước mắm me đó. Nước me á mọi người. Nước me, ớt, sa tế vô. Thịt heo, mọi người nấu với xương heo cũng được. Xương heo, thịt heo cũng được. Mọi người ơi, Thi sẽ múc một tô tâm dăm này cho cái cô hàng xóm. Để cô này ngày nào Thi cũng nấu cho bà ăn hết trơn. Đó. Ba ăn cái gì ăn với cơm luôn cũng được nó, tại vì cái này phải ăn với cơm đó. Thi nấu này để Thi quay hướng dẫn cho mọi người nấu theo, chứ thật ra Thi ăn không có nhiều hết trơn. Thi ăn quá đát nhiêu đây là Thi no rồi đó, 700-800 ngàn chứ mới ăn có tô à, không ăn được nhiều. Nhưng mà phải cái này có nước chấm đấy nha, mới ngon nha mọi người nha. Nước chấm me xào chung với đường,
ngọt, nước mắm gì hả? Vừa miệng á. Làm mắm me vừa miệng, mình chấm ăn. Hà nước mắm chua cay. Ngon quá. Ngon nha mọi người, khủng nha. Mọi người thử trải nghiệm làm theo nha. Nếu mọi người thấy Thi làm có sai, mọi người có thể comment lên góp ý Thi Thi trên kênh YouTube của Thi Thi. Nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh cho Thi Thi nha. Mọi người nhớ khi nào đi Thái mọi người sẽ thưởng thức. Tại vì bên Thái nó sẽ để sữa nhiều hơn của mình. Để sữa nhiều lên đục luôn á, lên đục nước luôn á, thì cái nồi tôm giam nó thấy ngon hơn. Nhưng mà nãy giờ Thi ít có sữa quá, cái sữa của Thái nó không có ở đây, cho nên là Thi để ít quá, cho nên nó không có đặc. Nước lèo thơm, thơm mùi xả, gừng nghệ và hỗn hợp đó, giống như Thái Lan cỡ 80%. Bên Thái nấu béo á, nấu cũng y gan vậy luôn, nhưng mà nó sẽ thêm ớt vô, nó thêm bột ớt á, bột ớt lên cho màu nó đỏ lên luôn. Vì Thái Lan nó ăn tôm giam cây mà, cho nên nó có bột ớt riêng nữa. Bột ớt nó riêng nha, lên đỏ lét luôn á. Nó sẽ để bột ớt vô là cái bột, cái nồi nước nó lên đỏ lờm đỏ lét luôn bên Thái á. Nhưng mà cái bột ớt đó Thi có mua về mà bán hết rồi, Thi ăn hết rồi. Bột ớt thơm lắm. Mọi người múc cỡ giá này để vô cái nồi này thôi là nó thơm mừng nực luôn. Mọi người ơi, đi Thái á, mọi người phải đi á, nếu mà mọi người muốn đi chơi vui nhất là ngay mùa Tết. Còn nếu mà mọi người muốn đi chơi mà đi mua sắm bình thường, đi chơi bình thường á, thì mọi người phải đi ngay tháng, đường đi ngay tháng mưa. Ngay tháng mưa đi hơi cực tí xíu không có vui, vì mọi người không có chụp hình được. Đi ngay cái tháng 3, tháng 4 á. Tháng 3, tháng 4 là ngay Tết đó. Hoặc là tháng 1, hoặc là tháng 5, tháng 6 gì đó. Đừng có đi ngay ngày mùa mưa là được, để mọi người đi trải nghiệm, để đi mua sắm đồ chụp hình này nọ đó. Còn nếu mà mọi người đi Thái chơi á, thì bình thường á, cái cách đi Thái Lan á, thì mọi người cũng đã biết rồi. Mọi người ơi, Thi chia sẻ cái này nè. Mọi người đi Thái chơi á, Thi chia sẻ cho cái cách mọi người đi Thái chơi cho những ai mà không biết, thì có thể là mình nghe mình tìm hiểu. Còn những ai mà biết rồi thì mình nghe vui vẻ, chứ đừng có vô comment chửi Thi nha. Thì cái cách đi Thái Lan, mọi người sẽ cần hộ chiếu và đổi tiền Thái ở tại Việt Nam ngay chợ Bến Thành mình nè đó. Hoặc là mọi người quen ai đổi tiền Thái 2 triệu gì đi để dành xi cua, đổi ít thôi để đủ đi qua bển đi taxi thôi. Rồi xong qua bển đóng hộ chiếu xong, mọi người nhớ bay qua bên tới Thái liền. Mọi người cầm hộ chiếu đó ra, mọi người không biết đường đi đóng mộc á, thì nó hơi đông tí xíu ở trong cái sân bay. Thì mọi người nhớ đi theo những cái sân bay nào mọi người nhớ người ở trong đó, mọi người đi theo những người đó. Đi tới đóng hộ chiếu lấy qua ly ra xong hết mà đi ra. Mọi người nhớ nha, đi ra cái sân bay liền mọi người phải đi ra ngoài bắt vé. Nếu mà đi tự túc á thì phải bóc một cái vé đó để mình lấy vé, là mình lấy vé là mình đi đi taxi. Còn nếu mà mọi người không biết, tại vì taxi ở bển nó sẽ sắp hàng. Nó sắp hàng, mình bóc một cái vé đó, giống như số 52 thì taxi số 52 mình phải đi, chứ không có được leo lên số khác, người ta không có chở. Phải có vé đó nha, ở ngoài sân bay. Tiên lại mẹ biểu ơi. Rồi mọi người đi qua bên tới Thái xong, mọi người kêu taxi đi tới Pattunam. Pattunam là cái nơi mua sắm. Cái nơi mua sắm tại Pattunam lớn nhất là bán quần áo. Hoặc là khu đi ăn uống này nọ nhiều nhất ở Pattunam, rồi khách sạn này nọ ngủ cũng dễ luôn, những ai mà không biết. Thì có thể là qua bển mình mua đồ này nọ, sắm sửa quần áo này nọ hay mỹ phẩm này nọ đó, thì chợ Pattunam cũng nhiều. Nói chung ra là người Việt Nam mà chưa biết đường đi làm á thì hay đi qua bên Pattunam lắm. Bữa nay Thi ba làm cho con Thi một tô nha, con gái yêu Thi. Đây Thi trụng con gái yêu Thi vô đây. Rồi Thi sẽ cho con Thi ăn tôm, vì con Thi nó thích ăn tôm lắm. Cảm ơn tất cả anh chị em nha, chúc tất cả anh chị em được dồi dào sức khỏe, luôn luôn giữ gìn sức khỏe tại nhà. Và luôn luôn nhớ theo dõi kênh Thi Thi, nhớ bấm kênh, subscribe kênh cho Thi Thi, là làm món ăn theo món của Thi Thi đang nấu nha. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại những món ăn mới. Nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh cho Thi, nhớ yêu mến Thi Thi cho Thi trái tim, và thương Thi nhiều cho Thi một like. Like và tim nhiều nhiều lên nha mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh chị em. Khóc khôn nát ha.